Thi đấu được mong đợi nhất của môn thi xạ thủ bắn tỉa. Trận thi đấu giữa đội tuyển Liên bang Nga, đội tuyển Belarus, đội tuyển Uzbekistan và đặc biệt là đội tuyển Long Bình của quân xin lỗi quý khán giả các đồng chí đội tuyển Thăng Long của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trên màn hình của chúng ta là các xạ thủ của đội tuyển Belarus. Và đây là các xạ thủ của đội tuyển Thăng Long Việt Nam: Lê Đình Quân, Vi Thái Bình, Nguyễn Vũ Phương và Vũ Đức Huy. Còn đây là danh sách thi đấu của đội tuyển bắn tỉa Liên bang Nga. Các xạ thủ Suleymanov, Sidorov, Afanasev và Solo Sokolov. Các xạ thủ của Liên bang Nga cũng đã có những phần thể hiện rất ấn tượng trong 3 trận thi đấu trước. Và còn đây là danh sách đội tuyển Uzbekistan. Vâng, xin thông tin với quý vị khán giả và các đồng chí. Đây là 4 đội tuyển cũng đã gặp nhau trong nhóm A1 tại hội thao quân sự quốc tế Army Games 2020 tại Belarus. Năm ngoái thì Uzbekistan là đội về nhất, đội tuyển Liên bang Nga về nhì, đội tuyển Việt Nam về thứ 3 và cuối cùng là đội tuyển Belarus. Và một không khí tuyệt vời để dành cho trận đấu hay nhất. Trận đấu của những đội ở nhóm A1 sẽ là 4 đội mạnh nhất. Những giai điệu hành tiến của ca khúc Tiến bước dưới quân kỳ đang được vang lên, đón 4 đội tuyển bước vào thi đấu ở trận thi đấu được mong đợi của môn thi xạ thủ bắn tỉa. Đây cũng là trận thi đấu cuối cùng trong các môn thi mà Việt Nam chúng ta tổ chức đăng cai trong kỳ Army Games năm nay. Chúng ta đã nghe rất rõ những tiếng cổ vũ nồng nhiệt của các cổ động viên đang có mặt trên khán đài. Cả ở vị trí sát đường chạy nữa. Đây là những thành viên trong ban huấn luyện và các vận động viên dự bị. Thông thường thành tích của các đội ở nhóm A1 sẽ dao động từ khoảng 30 đến 40 phút cho bài thi này. Ở trận thi đấu này, theo kết quả bốc thăm thì đội tuyển Nga sẽ thi đấu với màu vàng, đội tuyển Belarus màu xanh da trời, đội tuyển Uzbekistan màu đỏ và đội tuyển Thăng Long của chúng ta sẽ thi đấu với màu xanh lá. Vâng, vòng xuất phát đầu tiên. Xạ thủ chạy ở lượt đầu tiên của đội tuyển Thăng Long Việt Nam là xạ thủ Vũ Đức Huy, rất nhanh. Vâng, chúng ta thấy được đẳng cấp ở nhóm A1. Nguyễn Vũ Phương đã giành giải xạ thủ xuất sắc nhất trong giai đoạn 1. Lê Đình Quân, Vi Thái Bình giành giải cặp xạ thủ xuất sắc nhất ở giai đoạn 2.
và chúng ta mong chờ một phần thi tuyệt vời của Vũ Đức Huy để khẳng định mình. Chênh lệch về tốc độ thi đấu của 4 xạ thủ đến thời điểm này là rất ít. Vâng, xạ thủ của đội tuyển Nga mang băng trên tay màu vàng đã là người vươn lên dẫn trước. Với thể hình cao lớn, anh có những sải chân rất rộng. Vũ Đức Huy của chúng ta tạm thời đang là người chạy cuối cùng. Trước khi vào với những vòng thi ở bài bắn tỉa trong hoành tiến giai đoạn 4, thì thứ tự các đội qua 3 giai đoạn ở nhóm A1 tạm thời như sau. Xếp thứ nhất là đội tuyển Việt Nam với 4 điểm. Xếp thứ hai là đội tuyển Uzbekistan với 7 điểm. Xếp thứ ba đội tuyển Nga với 8 điểm. Và với 14 điểm, đội tuyển Belarus đang ở vị trí thứ tư của nhóm A1. Đây là đoạn đường chạy mà khán giả trên khán đài sẽ không quan sát được các vận động viên, các xạ thủ vận động. Vị trí này sẽ là các trọng tài duy trì. Những bước chạy tương đối đồng đều của cả 4 xạ thủ. Vũ Đức Huy của chúng ta đang ở giữa. Vẫn là xạ thủ của đội tuyển Liên bang Nga dẫn đầu. Vâng, Vũ Đức Huy của chúng ta đang vươn lên chạy ở vị trí thứ hai. Ở những bước chạy cuối cùng này, các xạ thủ đang giảm dần tốc độ. Sự cổ vũ của cổ động viên cả 4 đội tuyển. Đây sẽ là phần thi đầu tiên bắn súng ngắn K9. Sau phần thi bắn súng thì khoảng cách giữa các đội sẽ được giãn ra căn cứ vào kết quả của nội dung này. Súng ngắn K59 khối lượng 0,73 kg, khi bắn trọng lượng nhẹ và trọng tâm của súng cách xa thân người. Vâng, rất tốt, viên đạn đầu tiên của Vũ Đức Huy đã trúng mục tiêu. Rất bình tĩnh cho viên đạn thứ hai. Hai xạ thủ của Uzbekistan và Belarus đã kết thúc phần thi bắn súng K59 rất nhanh. Như vậy Vũ Đức Huy của chúng ta chưa tiêu diệt được mục tiêu thứ hai đối với súng ngắn K59. Hai xạ thủ của Liên bang Nga và Uzbekistan đã có phần thi đấu bắn súng K59 và SPD tốt. Họ đã không phải Uzbekistan đã đến vị trí bắn súng tiểu liên AK-74 và cả xạ thủ của Nga. Chúng ta quan sát thấy xạ thủ đầu tiên của Nga thi đấu có ngoại hình tương đối giống với người Mông Cổ và Trung Quốc. Đây là những xạ thủ đến từ vùng Baikal của Nga. Họ có ngoại hình tương đối giống với ngoại hình của người Mông Cổ.
Vâng, xạ thủ Vũ Đức Huy đang thực hiện phần bắn với súng trường bắn tỉa SVD. Và quan sát sự cổ vũ của các cổ động viên, có vẻ như Vũ Đức Huy của chúng ta đã tiêu diệt được cả 3 mục tiêu. Đây là các mục tiêu của súng kiểu liên AK. Vũ Đức Huy đã sang vị trí lắp đạn của súng tiểu liên AK. Xạ thủ người Nga cũng đã hoàn thành nội dung bắn súng tiểu liên AK của mình. Mục tiêu màu xanh lá bên phải, nhắc lại bên trái màn hình là của Vũ Đức Huy. Phát bắn thứ hai chính xác. Như vậy là Vũ Đức Huy còn 2 mục tiêu của súng tiểu liên AK và đối mặt với vòng chạy phạt trước khi cơ động sang vị trí tường xích. Như vậy là đã có xạ thủ của Uzbekistan về vị trí tường xích. Cố lên Vũ Đức Huy, cố lên đội tuyển Việt Nam. Chúng ta duy trì một thành tích thi đấu tốt sẽ chắc chắn với cúp vô địch ở mùa giải năm nay. Hiện nay số điểm mà chúng ta bỏ xa đội thứ hai đến 3 điểm là Uzbekistan. Tôi xin nhắc lại là cả hai mùa giải năm 2019 và 2020, ở bài bắn tỉa trong hành tiến này, đội tuyển bắn tỉa Quân đội Nhân dân Việt Nam đều kết thúc ở vị trí thứ 3. Năm 2020 chúng ta giành huy chương bạc ở giai đoạn 3, đội phối hợp ăn ý nhất, và huy chương đồng ở giai đoạn 4, ai nhanh hơn. Đây là phần bắn của xạ thủ Belarus. Có vẻ như đó là một phần bắn súng AK-74 chưa thực sự tốt. Vâng, xạ thủ của đội tuyển Nga cũng vẫn đang thực hiện các vòng chạy phạt của mình. Vũ Đức Huy đã hoàn thành nội dung chạy phạt, đang cơ động về vị trí tường xích. Xạ thủ thứ hai của Uzbekistan đã tiến hành cơ động. Như vậy xạ thủ đầu tiên của họ đã về đích. Vũ Đức Huy đang duy trì một tốc độ thi đấu tương đối tốt, bảo đảm được về mặt thời gian. Mặc dù phần bắn chưa thực sự ưng ý, nhưng phần cơ động của Vũ Đức Huy vẫn đảm bảo về mặt thời gian, tạo điều kiện cho đồng đội thi đấu. Việc đội tuyển Việt Nam thi đấu ổn định ở phần thi này sẽ là cơ sở để đội tuyển Nga, đội tuyển Uzbekistan tranh chấp vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng chung cuộc của hội thi. Như vậy xạ thủ thứ hai Lê Đình Quân của chúng ta đã xuất phát. Lê Đình Quân và Vi Thái Bình là cặp xạ thủ xuất sắc nhất của hội thi. Với 4 bài bắn ở giai đoạn 2 thi đấu cặp xạ thủ thì Lê Đình Quân và Vi Thái Bình xếp ở vị trí thứ nhất.
Ngay sau Lê Đình Quân là xạ thủ của đội tuyển Nga. Bây giờ thì xạ thủ của Belarus cũng đã cơ động đến vị trí tường xích. Đối với các đội tuyển ở nhóm A1 thì phần chênh lệch không lớn và có thể bù đắp bằng các loạt thi đấu thứ 2, thứ 3 của các xạ thủ. Như vậy đến thời điểm này, xét về tốc độ thi đấu thì đội tuyển Uzbekistan đang tạm thời dẫn đầu. Ngay sau đó là các xạ thủ của đội tuyển Thăng Long. Xạ thủ thứ 2 của Uzbekistan đã vào vị trí bắn súng ngắn K59. Tôi thấy rằng xạ thủ số 1 có phần bắn tương đối tốt đối với cả 3 loại súng. Bây giờ chúng ta cùng quan sát phần bắn súng ngắn K59 của xạ thủ thứ 2, đội tuyển Uzbekistan. Tới thời điểm này thì các xạ thủ của Uzbekistan đang duy trì được một phong độ thi đấu khá tốt và thực ổn định. Thực sự là phần xạ kích rất ấn tượng với 3 viên đạn tiêu diệt 3 mục tiêu. Bây giờ sẽ cơ động sang vị trí bắn với súng trường bắn tỉa SVD. Tốc độ bắn nhanh và độ chính xác cao sẽ bảo đảm cho tốc độ thi đấu của 4 xạ thủ. Phát bắn đầu tiên chính xác. Như vậy là cả 3 phát bắn với tốc độ rất nhanh của xạ thủ Uzbekistan đã tiêu diệt 3 mục tiêu với súng trường bắn tỉa SVD. Bây giờ là phần bắn đối với súng AK-74. Có thể thấy rằng xạ thủ của đội tuyển Uzbekistan đã giữ được sự ổn định rất tốt. Ngay sau khi cơ động một quãng đường dài, anh đã bước vào thi đấu các phần thi bắn súng và đã giữ được hiệu suất tiêu diệt mục tiêu tuyệt đối. Cùng chờ xem phần bắn súng tiểu liên AK-74 của xạ thủ số 2, đội tuyển Uzbekistan. Vâng, có vẻ như một phát bắn chưa chính xác. Vâng, đã giảm tốc độ bắn. Chúng ta thấy rằng tốc độ bắn của xạ thủ. Vậy là đối diện với 6 vòng phạt dành cho xạ thủ Uzbekistan. Phần bắn K59 rất tốt, phần bắn SVD tốc độ bắn rất nhanh, khoảng hơn 2 giây cho một viên đạn. Tuy nhiên phần bắn đối với súng AK-74 lại chưa tốt. Lê Đình Quân với phần bắn K59 rất tốt, phát bắn đầu tiên chính xác. Đội tuyển Nga cũng có phát bắn đầu tiên chính xác. Lê Đình Quân cũng đã bắn tiêu diệt mục tiêu thứ hai. Vâng, song song giữa đội tuyển Nga và đội tuyển Việt Nam, cả hai xạ thủ đều tiêu diệt 3 mục tiêu K59. Đối với các đội thi ở nhóm A1, trình độ, tốc độ là tương đối đồng đều. Chỉ một sơ suất nhỏ của xạ thủ thi đấu sẽ dẫn đến việc đồng đội phải gánh phần thời gian mà mình để lại. Rất tốt, cả hai xạ thủ cũng đã tiêu diệt ở phát bắn đầu tiên. Như vậy Lê Đình Quân tiêu diệt cả 3 mục tiêu. Đối với xạ thủ người Nga có vẻ như phát bắn thứ hai chưa trúng mục tiêu và phải tiến hành chạy phạt. Xin chúc mừng Lê Đình Quân, anh đang có màn thể hiện rất xuất sắc. Tuyệt vời, bây giờ là phần bắn với AK-74. Nếu bắn chính xác thì chúng ta có cơ hội để bám sát đối với đội đang tạm thời dẫn đầu là Uzbekistan. Xạ thủ của Uzbekistan với phần bắn AK-74 chưa thực sự tốt. Cố lên, bình tĩnh, điềm đạm, Lê Đình Quân. Đúng là như vậy, lúc này không cần phải bắn quá nhanh. Các bia mục tiêu màu xanh lá của đội tuyển Việt Nam ở bên trái của màn hình. Như vậy là phần bắn đối với AK-74 của Lê Đình Quân cũng chưa thực sự là tốt.
bây giờ sẽ cần đòi hỏi đến tốc độ. Vâng, xạ thủ thứ hai của Uzbekistan đã vượt qua vị trí tường xích đến vị trí thang tay. Có thể thấy rằng một phần vượt qua thang tay tương đối là thuần thục. Xạ thủ khi vượt qua thang tay thì phải chạm tay vào tất cả các thang, trong đó thang đầu tiên và thang cuối cùng phải chạm cả bằng hai tay. Bây giờ là phần bắn AK-74 của xạ thủ đội tuyển Nga. Phát bắn đầu tiên có vẻ chưa chính xác. Phát bắn thứ hai vẫn chưa trúng mục tiêu. Và đội tuyển Nga cũng sẽ phải đối diện với các phòng phạt khi bắn súng AK-74. Cũng có thể việc mang súng AK-74 vận động qua các vật cản dưới đó, trước đó sẽ có sự va đập nhất định, cũng thể ảnh hưởng đến việc thao tác và thực hành bắn của xạ thủ. Chúng ta thấy rằng cả Lê Đình Quân và xạ thủ người Nga, kết quả bắn của súng AK-74 chưa thực sự là tốt. Lê Đình Quân đã hoàn thành các nội dung vòng chạy phạt. Khi cơ động đến vị trí tường xích và thang tay, lúc này thể lực giảm sút tương đối nhiều. Và các cổ động viên hãy cổ động nhiệt tình hơn nữa để các xạ thủ của chúng ta hoàn thành nội dung phần thi của mình. Lê Đình Quân đã vượt qua tường xích. Bây giờ là thang tay. Vâng, những động tác vượt thang tay rất nhanh gọn và chắc chắn. Rất nhanh. Vâng, vượt qua hàng núp hết sức là khéo léo. Khi vượt qua, thông thường xạ thủ sẽ phải đặt cho bàn chân chếch một góc khoảng 45 độ. Nếu đặt thẳng mũi chân thì rất dễ vấp vào hàng lốp. Vị trí cuối cùng mang hòm đạn 20 kg. Sau Lê Đình Quân thì Nguyễn Vũ Phương sẽ là xạ thủ tiếp theo của đội tuyển Thăng Long. Nguyễn Vũ Phương, xạ thủ xuất sắc nhất trong phần thi cá nhân. Nguyễn Vũ Phương là xạ thủ có một chiều cao tốt. Điều này cũng tạo ra cho anh những thuận lợi nhất định khi vượt qua các chướng ngại vật. Rất tuyệt vời, những phần thi có tính cạnh tranh rất cao. Chúng ta lên tuyến bắn K59 cùng với đội tuyển Nga, nhưng bây giờ Lê Đình Quân đã đến vị, nhắc lại, Nguyễn Vũ Phương xạ thủ thứ ba của chúng ta đã đến vị trí hàng rào. Đội tuyển Nga xạ thủ thứ hai mới về đích để xạ thủ thứ ba xuất phát. Kết quả bắn các loại súng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khoảng cách thi đấu của các đội tuyển. Tốc độ cơ động của xạ thủ số 3 đội tuyển Nga là rất nhanh. Nguyễn Vũ Phương đang duy trì tốc độ chạy tương đối điềm đạm. Xạ thủ thứ 3 của Uzbekistan đã vào vị trí thực hành bắn súng ngắn K59. Có vẻ như là một phát bắn chính xác, rất nhanh.
Vâng, 3 mục tiêu K59 của xạ thủ Uzbekistan đã bị tiêu diệt. Xạ thủ Belarus vừa rồi đã có những phát bắn chính xác trong phần bắn súng SVD với các bia mục tiêu màu xanh da trời. Tiếp tục là phát bắn chính xác của xạ thủ Belarus. Chúng ta thấy rất ấn tượng với phần thi của các xạ thủ Belarus. Họ thực hành bắn súng ngắn K59 và súng SVD rất tốt, gần như không phải chạy phạt khi thực hành bắn hai loại súng này. Và tốc độ thi đấu của họ cũng rất nhanh. Belarus là đội tuyển đã đăng cai 3 kỳ thi xạ thủ bắn tỉa trong khuôn khổ hội thao Army Games năm 2018, 2019 và 2020. Cả 3 năm đó họ đều là những đội vô địch. Và trong các kỳ hội thao Army Games, Belarus thường xuyên cử 2 đến 3 đội tuyển tham gia thi đấu nội dung xạ thủ bắn tỉa để học hỏi và nâng cao trình độ. Phần án AK-74 phát bắn đầu tiên chưa thực sự tốt, phát thứ hai đã trúng mục tiêu. Vừa rồi và phát bắn thứ ba điểm chạm. Như vậy sắp là tâm hướng 12 giờ. Xạ thủ của Uzbekistan đã không tiêu diệt được một mục tiêu. Anh sẽ phải tiến hành chạy hai vòng phạt. Năm ngoái thì Uzbekistan cũng về thứ nhất ở nhóm A1 này. Có vẻ như phong độ của họ ở phần thi hai nhanh hơn vẫn sẽ được giữ ở trong năm nay. Bây giờ là Nguyễn Vũ Phương với phần thực hành bắn của mình. Chúng ta cùng chờ xem Nguyễn Vũ Phương, xạ thủ xuất sắc nhất của cuộc thi xạ thủ bắn tỉa ở giai đoạn thi cá nhân sẽ có màn thể hiện như thế nào ở trong bài thi này. Không hề vội vàng. Rất nhanh thì xạ thủ thứ 3 của đội tuyển Nga cũng đã bắt kịp lên vị trí tuyển bắn. Gần giống như loạt thứ hai. Rất tốt. Phát bắn đầu tiên rất tốt. Vâng. Nguyễn Vũ Phương đã hoàn thành nội dung phần bắn súng K9 với 2 mục tiêu bị tiêu diệt. Và xạ thủ người Nga có vẻ như cũng tiêu diệt 2 mục tiêu giống như Nguyễn Vũ Phương. Đây là xạ thủ thứ 3 của Uzbekistan. Một phần thi rất ấn tượng của 3 xạ thủ đầu tiên, đặc biệt là phần bắn súng. Các xạ thủ của đội tuyển Uzbekistan đang thể hiện một quyết tâm và phong độ thi đấu rất cao. Đúng như vậy, cặp xạ thủ Nguyễn Vũ Phương của chúng ta và xạ thủ người Nga sẽ cùng cơ động chạy phạt cho phần bắn trượt một mục tiêu súng ngắn K59. Bây giờ sẽ là phần thi cuối cùng, xạ thủ cuối cùng của Uzbekistan. Một xạ thủ có thể hình rất cao lớn. Vượt qua bức tường cao một cách rất dễ dàng. Hai xạ thủ, một của Việt Nam, một của Nga cùng lên vị trí bắn SVD. Xạ thủ người Nga đã bắn trúng mục tiêu ở viên đầu tiên. Vũ Phương cũng như vậy. Và cả hai cùng bắn trúng mục tiêu thứ hai. Vâng, rất tốt. Như vậy là cả hai xạ thủ cùng tiêu diệt hết mục tiêu SVD của mình. Bây giờ sẽ là một phần bắn đối với súng AK. Rất đồng đều. Ở hai phần thi trước, ở phần thi trước thì xạ thủ của chúng ta đã không tiêu diệt được các mục tiêu ở phần bắn súng AK-74. Chúng ta cùng chờ xem Nguyễn Vũ Phương có cải thiện được điều này hay không. Quý khán giả hãy quan sát vị trí mục tiêu bia màu xanh lá bên trái màn hình và bia màu vàng
một của Việt Nam và một của đội tuyển Nga. Có vẻ như khẩu súng AK-74 của xạ thủ Nga có vấn đề khi tiếp đạn. Có vẻ đó là một phát bắn chưa tốt của Vũ Phương. Trúng rồi, chính giữa mục tiêu. Vâng, phát bắn thứ 3 chính xác. Khi đã lấy được phần từ bắn ở phát bắn thứ 2 thì phát bắn thứ 3 đơn giản với Vũ Phương. Bây giờ xạ thủ người Nga mới tiến hành lên đạn xong. Như vậy trước mắt Vũ Phương sẽ là hai vòng chạy phạt tương đương với một trong 3 mục tiêu mà anh đã không tiêu diệt được. Phát bắn đầu tiên cũng chưa chính xác, có vẻ như hộp tiếp đạn của xạ thủ người Nga có vấn đề khi tiến hành lên đạn. Phát bắn thứ 2 chính xác. Phát bắn thứ 3 chưa tốt, như vậy là xạ thủ người Nga chỉ tiêu diệt được một mục tiêu ở phát bắn thứ 2. Phát bắn thứ 2 của xạ thủ người Nga trúng chính giữa mục tiêu. Như thiếu tá Lê Đức Hiền đã phân tích trước đó, có thể trong quá trình mang theo súng tiểu liên AK-74 cơ động và vượt các chướng ngại vật cũng sẽ xảy ra những va chạm nhất định của súng với các thành phần của chướng ngại, dẫn đến những sai số nhất định. Vũ Phương cố lên, duy trì một tốc độ đều đặn trong phần thi này. Trên màn hình của chúng ta là hình ảnh của xạ thủ cuối cùng, xạ thủ thứ tư của đội tuyển Uzbekistan đang cơ động đến vị trí bắn súng. Quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi những hình ảnh trực tiếp trong trận thi đấu cuối cùng của môn thi xạ thủ bắn tỉa trong khuôn khổ hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021. Môn thi được tổ chức tại Việt Nam. Nguyễn Vũ Phương đang vượt đường xích rồi. Xạ thủ thứ tư của Uzbekistan đã vào vị trí tuyển bắn. Những cổ động viên đang có mặt trên khán đài đang cổ vũ rất nồng nhiệt cho các xạ thủ tham gia thi đấu. Xạ thủ người Nga vẫn chưa hoàn thành các vòng chạy phạt của mình ở lượt thi thứ 3. Một biện pháp mà giải tỏa tâm lý của xạ thủ người Uzbekistan. Bây giờ là phần bắn súng ngắn K-59 với các mục tiêu màu đỏ. Có vẻ như đó chưa phải là một phát bắn chính xác. Chính xác rồi, phát bắn thứ 2. Vâng, như vậy là anh sẽ phải chạy 2 vòng phạt tương ứng với một mục tiêu của súng ngắn K-59 mà anh đã không tiêu diệt được. Lúc này thì xạ thủ cuối cùng của chúng ta là Vi Thái Bình đang vượt qua các chướng ngại vật. Quý khán giả và các đồng chí cũng có thể theo dõi những hình ảnh trực tiếp của trận đấu này trên website qpvn.vn hoặc trên các nền tảng mạng xã hội của chúng tôi là trang fanpage Truyền hình Quốc phòng Việt Nam QPVN, kênh YouTube QPVN. Chương trình tường thuật trực tiếp các trận thi đấu được tổ chức tại Việt Nam trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021 do kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam thực hiện. Phát bắn đầu tiên chính xác của thủ Uzbekistan. Tiếp tục là một phát bắn chính xác. Vâng, cả 3 bia mục tiêu đều đã bị hạ. Chúng ta thấy rằng ở cự ly 300m gần như các xạ thủ của nhóm A1 khi bắn súng trường bắn tỉa SVD đều tiêu diệt được các mục tiêu. Xạ thủ thứ 3 của đội tuyển Nga
đã về đích và đây là xạ thủ thi đấu ở vị trí cuối cùng. Phần bắn súng tiểu liên AK của xạ thủ Uzbekistan. Các bia mục tiêu màu đỏ rất cẩn thận nhưng có vẻ đó cũng là một phát bắn chưa thực sự chính xác, giống như phát bắn đầu tiên của súng ngắn K59. Phát bắn thứ hai đã trúng mục tiêu bên phải cùng. Và phát bắn thứ ba chưa chính xác, chỉ có một mục tiêu như vậy của là súng AK-74. Cũng giống như xạ thủ của đội tuyển Nga trước đó, xạ thủ của đội tuyển Uzbekistan sẽ phải vượt qua 4 vòng chạy phạt. Trong khi đó thì Vi Thái Bình của chúng ta đang dần tiếp cận tuyến bắn. Với tốc độ thi đấu như thế này, có thể rằng đội tuyển Việt Nam không giành được thứ hạng nhất ở trong bài Ai Nhanh Hơn, nhưng chắc chắn sẽ giành nhất chung cuộc ở cuộc thi xạ thủ bắn tỉa năm nay, với phần thưởng là cúp và huy chương vàng được mang từ Nga sang. Một thông tin rất tuyệt vời. Vi Thái Bình, người đã giành một huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 1 huy chương đồng trong các lần tham gia hội thao bắn súng quân dụng các nước ASEAN. Vi Thái Bình đã bước vào phần thi bắn súng của mình. Các bia mục tiêu màu xanh lá bên tay trái cùng màn hình của chúng ta. Vừa rồi rất tốt, một phát bắn chính xác. Chính xác. Rất tiếc, phát bắn thứ ba của Vi Thái Bình đã trượt mục tiêu. Tốc độ bắn tương đối nhanh ở phần K59 này khi mà vừa mới vận động về cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến kết quả ở viên phát bắn thứ ba. Hai phát bắn đầu tương đối tốt rồi. Xạ thủ thứ tư của Uzbekistan đã về đến vị trí tường xích và gần như không ai tranh được vị trí nhất ở bài bắn tỉa hành tiến này với Uzbekistan trong hội thi năm nay. Rất hưng phấn. Hai năm liền họ giành thứ hạng cao nhất ở bài bắn tỉa hành tiến. Lúc này thì K59 của xạ thủ Belarus. Vi Thái Bình cũng đã hoàn thành phần chạy phạt và bước vào phần bắn súng SVD. Xạ thủ người Nga tiêu diệt hai mục tiêu đối với súng ngắn K59 và cũng phải tiến hành chạy phạt giống như Vi Thái Bình. Và có vẻ Vi Thái Bình đã tiêu diệt hết các mục tiêu SVD. Đây là xạ thủ của Uzbekistan. Trên đoạn đường về đích, họ đã giành vị trí đầu tiên trong bài bắn tỉa trong hành tiến. Rất tự tin. Vâng, xin chia sẻ niềm vui với các xạ thủ đội tuyển Uzbekistan. Họ đã hoàn thành phần thi của mình. Và như vậy thì chắc chắn xếp hạng chung cuộc, Uzbekistan sẽ xếp ở vị trí thứ hai. Họ chắc chắn ở vị trí thứ hai, bởi sau bài bắn này điểm của họ là 8 điểm. Lê Đình Quân
đã tiêu diệt 2 mục tiêu với súng AK-74 và chạy phạt cho 1 mục tiêu không bị tiêu diệt. Xin lỗi quý khán giả và đồng chí xạ thủ đang thi đấu của chúng ta là Vi Thái Bình. Anh đã tiêu diệt được 2/3 mục tiêu của súng tiểu liên AK-74. Xạ thủ người Nga cũng đã tiêu diệt 3 mục tiêu SVD. Như tôi đã nói thì ở cự ly 300m với kính ngắm quang học BSU-1 thì các xạ thủ không gặp quá nhiều khó khăn khi tiêu diệt các mục tiêu với súng trường bắn tỉa SVD. Bây giờ Vi Thái Bình chỉ cần cơ động về đích, giữ chắc ở vị trí thứ hai thì chắc chắn đội tuyển Việt Nam sẽ giành giải nhất chung cuộc ở hội thi xạ thủ bắn tỉa năm nay. Phát bắn đầu tiên chính xác của xạ thủ người Nga. Vâng, 2 mục tiêu không bị tiêu diệt, 4 vòng phạt cho xạ thủ người Nga và gần như để theo kịp Vi Thái Bình là điều không tưởng. Những vật cản cuối cùng, những mét đường cuối cùng để Vi Thái Bình giành về vị trí thứ hai cho đội tuyển Việt Nam ở bài thi bắn tỉa trong hành tiến. Năm 2019 chúng ta đứng ở vị trí thứ ba. Năm 2020 chúng ta cũng đứng ở vị trí thứ ba ở nhóm A1 và cũng với 4 đội tuyển này. Uzbekistan vẫn là đội tuyển về thứ nhất. Năm 2019 thì đội tuyển Nga về thứ hai, Việt Nam về thứ ba. Còn năm nay chúng ta sẽ đổi vị trí cho đội tuyển Nga. Vi Thái Bình cố lên những mét cuối cùng về đích để giành lấy vị trí đứng đầu chung cuộc toàn thể cuộc thi xạ thủ bắn tỉa cho đội tuyển bắn tỉa Quân đội Nhân dân Việt Nam. Những hình ảnh sẽ rất đáng nhớ, thật tuyệt vời. Xin chúc mừng Vi Thái Bình và chúc mừng đội tuyển Thăng Long của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Lúc này chúng tôi đã nhận được thông tin đội tuyển Uzbekistan đã kết thúc phần thi đấu của mình với thời gian 34 phút 51 giây. Một thời gian thi đấu rất ấn tượng, xin nhắc lại là 34 phút 51 giây. Xạ thủ thứ 3 của Belarus hoàn thành nội dung bắn súng trường bắn tỉa SVD. Tôi cũng hơi bất ngờ về phần thi ai nhanh hơn của các xạ thủ Belarus. Vâng, niềm hân hoan của các xạ thủ đội tuyển Thăng Long Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thật tuyệt vời, họ đã chính thức giành chức vô địch của cuộc thi năm nay. Mặc dù chỉ về thứ 2 ở giai đoạn 3 và giai đoạn 4, tuy nhiên việc thi đấu xuất sắc ở giai đoạn 1 và giai đoạn 2 đã giúp chúng ta giành vị trí đầu tiên chung cuộc trong toàn thể cuộc thi. Như vậy, huy chương vàng còn thiếu trong hội thao năm nay của các đội tuyển Quân đội Nhân dân Việt Nam đã được đội tuyển bắn tỉa mang về. Như vậy là sau huy chương vàng ở môn xe tăng hành tiến, trong khi hội thao quân sự quốc tế Army Games 2020 thì chúng ta năm nay đã chính thức có thêm một huy chương vàng ở môn thi xạ thủ bắn tỉa. Khi nào được thì báo anh. Vâng, đây trên hình ảnh của chúng ta là Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có mặt để chúc mừng, chia sẻ niềm vui và động viên các tuyển thủ của đội tuyển Thăng Long. Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa đã theo dõi và động viên các tuyển thủ của cả hai đội Long Bình và Thăng Long ngay từ những phút thi đấu đầu tiên. Và như thường lệ, ngay sau khi các đội tuyển của chúng ta hoàn thành phần thi của mình, đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng sẽ là người đầu tiên chúc mừng và động viên, khích lệ tinh thần của các tuyển thủ.
Nguyễn Vũ Phương, Lê Đình Quân. Chắc chắn rồi, đây sẽ là những hình ảnh và những kỷ niệm rất đáng nhớ đối với các tuyển thủ của đội tuyển bắn tỉa Quân đội Nhân dân Việt Nam. Có thể nói là chúng ta đã làm nên một thành tích có dấu ấn lịch sử. Xin chúc mừng. Đây là xạ thủ của đội tuyển Uzbekistan. Xin lỗi các đồng chí, đây là xạ thủ của đội tuyển Belarus. Anh đã tiếp cận được chướng ngại vật, tường xích. Các xạ thủ của Belarus là những người có tuổi đời tương đối là trẻ. Tuy nhiên, tôi cảm giác rằng thời tiết nắng nóng cũng ảnh hưởng rất nhiều đến việc tiêu hao thể lực của các đội tuyển, đặc biệt là các đội tuyển ở những nước có thời tiết thường xuyên là thời tiết lạnh. Như vậy là chúng tôi đã có được kết quả thi đấu của đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Liên bang Nga. Đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành phần thi đấu của mình với 38 phút 7 giây, và đội tuyển Nga hoàn thành phần thi đấu của mình ở 39 phút 46 giây. Thời gian thi đấu của chúng ta chỉ nhiều hơn của các tuyển thủ Belarus hơn 3 phút một chút. Vừa rồi xạ thủ thứ 3 của Belarus vượt thang tay và phải vượt lại. Bởi vì khi vượt ở thang cuối cùng thì cả hai tay của xạ thủ phải chạm vào vị trí thang cuối cùng. Các trọng tài thực địa đã yêu cầu xạ thủ tiến hành vượt lại. Như vậy là thời gian thi đấu của đội tuyển Việt Nam ở bài thi bắn trong hành tiến chỉ dài hơn của những người về đích đầu tiên, những tuyển thủ của đội Uzbekistan, hơn 3 phút một chút thôi. Và chức vô địch đã chắc chắn nằm trong tay đội tuyển Thăng Long của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Lúc này thì xạ thủ cuối cùng của đội tuyển Belarus mới xuất phát. Đối với nhóm các đội tuyển thi đấu ở nhóm A1 thì phần vận động và vượt chướng ngại vật cơ bản các xạ thủ sẽ thực hiện với sự chênh lệch về thời gian không lớn. Tuy nhiên, phần chênh lệch sẽ nằm ở lúc xạ thủ thực hành bắn các mục tiêu với cả 3 loại súng và đối diện với các phòng dạy phạt. Năm 2020, mặc dù về thứ tư ở bài bắn tỉa trong hành tiến, nhưng đội tuyển Belarus vẫn xếp đầu tiên trong chung cuộc của cuộc thi. Bởi vì giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3, họ đều là những người đứng đầu. Như vậy, kết quả thi đấu đồng đều giữa các bài bắn, giữa các giai đoạn sẽ là yếu tố quyết định đến thành tích chung cuộc của các đội tuyển trong cả một cuộc thi, cả một hành trình dài với nhiều bài bắn phức tạp. Có một điểm tôi thấy trùng hợp là thời gian diễn ra hội thao quân sự quốc tế Army Games hàng năm đều rơi vào khoảng tháng 8 và đầu tháng 9. Đây là thời gian mà đối với những người Việt Nam, toàn đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đó cũng là một yếu tố động lực để các đội tuyển Quân đội Nhân dân Việt Nam, trong đó có đội tuyển xạ thủ bắn tỉa, giành thành tích tốt nhất chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc.
Vâng, đúng như những gì thiếu tá Lê Đức Hiền vừa chia sẻ, trong ngày thi đấu hôm qua, ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 thì đội tuyển vùng tai nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã thi đấu xuất sắc và chúng ta đã giành được vị trí chung cuộc là một tấm huy chương bạc vô cùng quý giá. Đó là tấm huy chương bạc đầu tiên của các đội tuyển cứu hộ cứu nạn Việt Nam sau các kỳ Army Games mà chúng ta đã tham dự. Xạ thủ cuối cùng của đội tuyển Belarus cũng đang nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình của các khán giả trên khán đài. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, độ ẩm không khí rất cao, thì việc cơ động trên quãng đường dài và đặc biệt là nếu phải thực hiện các vòng chạy phạt sẽ tiêu tốn rất nhiều thể lực của các xạ thủ. Như vậy là xạ thủ của Belarus chỉ tiêu diệt được một trong ba mục tiêu ở phần thi bắn súng K59. Anh sẽ phải hoàn thành 4 vòng chạy phạt trước khi bước vào phần thi bắn súng SVD. Là người thi đấu cuối cùng nên có lẽ xạ thủ của Belarus cũng chịu những tác động tâm lý nhất định và có vẻ như phần bắn súng K59 vừa rồi của anh diễn ra tương đối nhanh. Sau khi thực hiện 4 vòng chạy phạt thì có lẽ xạ thủ của Belarus nên tiết chế lại tốc độ thi đấu của mình. Đây đã là trận thi đấu cuối cùng của môn thi xạ thủ bắn tỉa và cũng là trận thi đấu cuối cùng của hai môn thi trong khuôn khổ hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021 mà Việt Nam chúng ta tổ chức đăng cai vào buổi sáng ngày mai. Trên kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ bế mạc các nội dung thi được tổ chức tại Việt Nam với phần trao các giải thưởng và các huy chương cho các tuyển thủ và các đội tuyển đạt thành tích cao ở hai môn thi vùng tai nạn và xạ thủ bắn tỉa. Kính mời quý khán giả và các đồng chí theo dõi. Phát bắn đầu tiên chính xác. Vâng, đúng là với súng trường bắn tỉa SVD ở cự ly 300m này, các mục tiêu không được gây được cái khó khăn cho xạ thủ ở trong hội thi này. Đặc biệt là nhóm A1 này, chúng ta thấy rằng xác suất tiêu diệt của xạ thủ đối với các mục tiêu bia của súng trường bắn tỉa SVD là gần như tuyệt đối. Yeah.
Như chúng ta đã thấy ở các lượt thi trước thì hiệu suất tiêu diệt mục tiêu của các xạ thủ của các đội ở phần thi bắn súng tiểu liên AK-74 là không thật sự cao. Có vẻ như xạ thủ của Belarus cũng đã có những phát bắn không chính xác và anh tiếp tục phải chạy những vòng phạt. Tôi xin cung cấp cho quý vị khán giả và các đồng chí kết quả thi đấu của đội tuyển Việt Nam chúng ta ở trong giai đoạn 2 và giai đoạn 3. Ở giai đoạn 2 thì kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam đã tiến hành tường thuật bài bắn rút lui. Ngoài ra ở giai đoạn này chúng ta thực hiện 3 bài bắn nữa. Bài bắn thứ nhất là bài bắn tìm bia của mình. Cặp xạ thủ của Việt Nam với cặp Vi Thái Bình và Lê Đình Quân xếp ở vị trí thứ hai. Cặp Vũ Đức Huy và Nguyễn Quốc Phương xếp ở vị trí thứ nhất. Đối với bài hiệp đồng tác chiến, cặp của Vi Thái Bình và Lê Đình Quân cũng xếp ở vị trí thứ hai và cặp Vũ Đức Huy và Nguyễn Quốc Phương xếp ở vị trí thứ nhất. Đối với bài bắn rút lui, chúng ta đã được theo dõi thì cặp của vận động viên Vi Thái Bình và Lê Đình Quân xếp ở vị trí thứ hai sau cặp của vận động viên Uzbekistan. Cặp của Vũ Đức Huy và Nguyễn Vũ Phương xếp ở vị trí thứ tư sau cặp xếp thứ ba cũng của Uzbekistan. Ở bài bắn ban đêm, tôi nhắc lại là bài bắn cùng đồng đội, không phải là bài đi săn, thì cặp của Vi Thái Bình và Lê Đình Quân xếp ở vị trí thứ hai. Cặp Vũ Đức Huy và Nguyễn Vũ Phương xếp ở vị trí thứ 14. Và chung cuộc ở giai đoạn 2, xếp thứ nhất là đội Việt Nam, thứ hai Uzbekistan, thứ ba là đội tuyển Nga, thứ tư là đội tuyển Lào, thứ năm Belarus, thứ sáu Bangladesh và xếp cuối cùng ở giai đoạn 2 là Venezuela. Đối với giai đoạn 3, chúng ta thực hiện bắn 3 bài bắn bao gồm bài bao vây, bắn con mồi và bài yểm trợ. Ở giai đoạn này bài bao vây, đội tuyển chúng ta xếp ở vị trí thứ nhất, thứ hai là đội tuyển Nga và thứ ba là Uzbekistan. Ở bài bắn con mồi, đội tuyển của chúng ta xếp ở vị trí thứ ba sau đội tuyển Belarus ở vị trí thứ nhất và đội tuyển Nga ở vị trí thứ hai. Bài bắn thứ ba là bài yểm trợ, chúng ta cũng xếp ở vị trí thứ ba, vị trí thứ nhất thuộc về Uzbekistan, vị trí thứ hai thuộc về đội tuyển Nga. Chung cuộc ở giai đoạn 3 thì đội tuyển Việt Nam xếp ở vị trí thứ hai sau đội tuyển Nga. Kết thúc 3 giai đoạn trước khi bước vào bài bắn tỉa hành tiến ở giai đoạn 4 này, chúng ta có 4 điểm và ngày hôm nay chúng ta về ở vị trí thứ hai được 6 điểm, vững vàng ở vị trí ngôi đầu. Vị trí thứ hai sẽ thuộc về Uzbekistan với 8 điểm và vị trí thứ ba sẽ thuộc về đội tuyển Nga với 11 điểm. Đội tuyển Belarus sau phần thi đấu ở giai đoạn 4 này sẽ được 18 điểm. Vâng, như vậy là xạ thủ số 4 của đội tuyển Belarus cũng đã hoàn thành các vòng phạt của mình và anh đang tiến về vị trí các chướng ngại vật trong sự cổ vũ rất nhiệt tình của các cổ động viên. Chúng ta đã nghe những tiếng hô vang Belarus, Belarus để tiếp thêm động lực cho xạ thủ cuối cùng đang thi đấu. Chúng ta thấy phần vượt qua vật cản của các xạ thủ Belarus là tương đối tốt. Tuy nhiên phần bắn súng của họ ngày hôm nay chưa thực sự được như ý muốn. Vâng, và có vẻ như phần vượt qua thang tay vừa rồi của xạ thủ Belarus đã có vi phạm và phải tiến hành vượt lại. Hai tay chạm thang đầu tiên và hai tay cũng phải chạm vị trí thang cuối cùng. Vẫn rất trơn tru. Có thể thấy là nền tảng thể lực của các xạ thủ Belarus là rất tốt. Mặc dù đã phải chạy nhiều vòng phạt
Sau khi hiệu suất tiêu diệt các mục tiêu ở trong phần bắn súng không cao, nhưng xạ thủ số 4 của đội tuyển Belarus vẫn duy trì được một nền tảng thể lực tốt. Và quan trọng nhất là anh đã thể hiện được quyết tâm thi đấu rất cao. Vâng, xin chúc mừng xạ thủ số 4 và chúc mừng đội tuyển Belarus đã chính thức kết thúc hoàn thành phần thi đấu của mình trong bài thi ngày hôm nay. Vâng, các tuyển thủ của các đội thi thật sự đã trải qua một phần thi đấu rất kịch tính và cũng rất vất vả. Quý khán giả và các đồng chí vừa xem xong chương trình bình luận và tường thuật trực tiếp môn thi xạ thủ bắn tỉa trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021. Kết quả chính thức của cuộc thi sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin của kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam, website qpvn.vn và các hạ tầng mạng xã hội của kênh. Vào buổi sáng ngày mai, lễ bế mạc cuộc thi vùng tai nạn và xạ thủ bắn tỉa trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế 2021 với phần trao huy chương và các giải thưởng cho các tuyển thủ và các đội thi có thành tích thi đấu xuất sắc sẽ diễn ra tại Trung tâm Quân sự Quốc gia 4, thủ đô Hà Nội và sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam, website qpvn.vn, fanpage kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam, fanpage Army Games QPVN vào lúc 8 giờ 30 phút sáng. Kính mời quý khán giả và các đồng chí cùng theo dõi. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn Thiếu tá Lê Đức Hiền đã cùng tham gia bình luận chương trình. Xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi cuộc thi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.